Làm thế nào để bán mỹ phẩm cho người thân? Có người bán rất tốt nha, nhưng có người thì không bán được cho ai, ngay cả khi đấy là người thân của mình. Vì sao ta? Ok, cùng mời cùng nghe các khách mời thực chiến của chúng ta họ chia sẻ nhé. Ok, mời Hồng Ngọc. Bán hàng cho người thân thực sự là một cái trải nghiệm rất là thú vị à. Và cũng như là nếu như là người thân của chúng ta rồi thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có cái sự liên kết và sẽ biết nhau từ lâu rồi. Vậy thì bán cho người thân thì lại quá là dễ dàng chứ, tại sao là chúng ta phải thắc mắc về cái việc đó là tại sao chúng ta có thể bán được hàng cho người thân nhỉ? À. Nếu như mà muốn bán hàng cho người thân thực sự là bình thường ấy, là khi mà chúng ta giao tiếp cũng như là chúng ta đối nhân xử thế với họ, hay là cái tình cảm giữa chúng ta là có thân thiết hay không, hay là chúng ta bình thường chúng ta có dễ dàng để mà có thể buôn bán hay là kinh doanh bất cứ một sản phẩm nào hay không, thì đấy là cái cách mà chúng ta có thể tiếp cận và truyền thông đến cái người thân đó. Đúng và rồi. Cũng như là nhờ họ ủng hộ cho chúng ta sản phẩm đó, cũng như là nếu như mà cái người thân đó chúng ta đang gặp phải cái vấn đề mà ví dụ như là da, như em Ngọc bán gặp vấn đề thật. Đúng rồi, như em Ngọc bán thì em nhìn thấy là da của họ có rất là nhiều nám, rất là nhiều mụn, mà bây giờ là người ta có tuổi rồi, tại sao là ở nhà bây giờ cũng không có quá nhiều công việc mà cái dư giả kinh tế người ta cũng khá dư giả. Thế thì mình cũng sẽ hỏi thăm, và cũng như là thì người ta cũng sẽ có rất là nhiều vấn đề, ví dụ như là người ta đi spa rồi, người ta đi thẩm mỹ viện rồi, nhưng mà nó lại không hiệu quả. Và chính vì như thế thì người ta bị mất niềm tin, nếu như mà mình bán sản phẩm sử dụng tại nhà như thế này thì thực sự là có hiệu quả hay không, nếu như bản thân người ta cũng là đã từng đi thẩm mỹ viện rồi mà còn không hiệu quả nữa. Đấy, ví dụ như vậy. Cảm ơn Ngọc, cảm ơn các bạn này. Các bạn để ý nhá, là nếu như bạn là người đang bán sản phẩm mỹ phẩm đi, và trong người thân trong gia đình của bạn, mà các bạn lại thấy gia đình của mình, người thân của mình, bạn bè anh em của mình mà cũng đang gặp vấn đề như vậy, mà trong một thời gian dài bạn lại không giới thiệu sản phẩm của bạn cho họ ấy, thì lúc đấy thì họ không nghĩ là bạn quên đâu. Họ nghĩ rằng là ai trời ơi, đấy, chắc là con bé này nó sợ là gì ạ? Sợ mất mối quan hệ. Đúng nên rồi, là nó chẳng giới thiệu sản phẩm. Thế tự nhiên mình bị một cái điểm trừ. Xong người ta nghĩ như vậy rồi, xong lúc đấy thì mình mới tiếp cận người ta để giới thiệu ấy. Thì lúc đấy bị muộn mất rồi. Lúc đấy tự nhiên là bị muộn mất rồi. Nên là ngay khi mà mình có được sản phẩm trong tay rồi, mình có niềm tin vào sản phẩm đấy, thậm chí mình có cái trải nghiệm thực tế là sản phẩm có hiệu quả rồi ấy, thì hãy liệt kê luôn ra trong mối quan hệ của mình, xem là anh em bạn bè của mình những ai đang gặp vấn đề như vậy, và mình phải tiếp cận họ ngay để đưa ra gì ạ? Đưa ra những cái thông tin mà hướng dẫn sử dụng sản phẩm như nào, và thậm chí đưa ra những lời cam kết với họ về cái việc là nếu sử dụng sản phẩm thì mình sẽ đồng hành, sẽ kèm cùng họ như thế nào. Rất đúng là rồi. Quan trọng. Bởi vì thực sự người thân của chúng ta là những cái người quan trọng với chúng ta, đúng không thầy? Thế thì những cái gì mà chúng ta đang bán, chúng ta tự tin với nó rằng là chúng ta đã có những cái trải nghiệm tốt và chúng ta đã follow theo cái sản phẩm này rất là lâu, thế thì tại sao mà chúng ta lại không dành những cái điều tốt đẹp nhất từ cái sản phẩm của chúng ta dành cho cái người thân của chúng ta để khiến cho họ càng ngày càng đẹp hơn và giúp cho công việc của họ cũng như là cuộc sống của họ tốt hơn, đúng không thầy? Thế bây giờ chúng ta lại phân tích là vì sao lại có những bạn mà rất dễ dàng để bán hàng cho người thân, nhưng vì sao lại có những cái bạn là gì ạ? Rất là khó, thậm chí là gì ạ? Không bao giờ nghĩ đến việc là mình phải bán hàng cho người thân cả. Thậm chí là sợ ấy. Thì thực ra là thầy nghĩ ở bên trong nó là cái sự ăn ở thôi. Có một câu rất là hay gì ạ? Thầy tự nhớ lại nào, câu rất là hay ạ. Thầy được nghe cái câu này là cũng thấy ấn tượng đấy. Là gì ạ? Trời nắng mà không năng thăm hỏi thì trời mưa đừng hòng mượn ô. Đấy, tức là gì ạ? Bình thường khi bạn không kinh doanh, cuộc sống hàng ngày của bạn thôi, với cô dì chú bác anh em họ hàng gần xa của bạn thôi, mà bạn không có sự thân cận, có đối xử tốt với họ không? Không có đối xử tốt, đúng không nhỉ? Không có sự giúp đỡ, không có sự tương trợ. Hoặc ít ra chưa cần phải giúp đỡ với họ, không chưa cần phải tương trợ cơ, mà mình thường xuyên xuất hiện tích cực trong những hoạt động của gia đình để mọi người thấy được sự hiện diện của mình, thấy được sự chăm chỉ của mình, thấy được mình là một đúng làm tốt, đúng là vai trò của một người con, một người cháu rất là tuyệt vời trong gia đình thôi. Đấy là cái sự yêu mến rồi. Thế lúc đấy thì bạn có được thêm được cái thông tin gì đó nữa liên quan đến sản phẩm, thì họ hoàn toàn có thể là gì ạ? Thứ nhất là mua vì vấn đề của họ, ngay số 2 là mua vì sự quý bạn, mến bạn, hoặc thậm chí có người sẽ mua vì muốn ủng hộ, muốn khích lệ, muốn truyền cảm hứng cho bạn phát triển công việc kinh doanh này. Nên là phải xem lại cái gan ở của mình các bạn nhé. Ok. Thế nhưng mà giả sử vẫn có một cái rủi ro là bán hàng cho người thân, thì nhỡ người ta sử dụng mà không hiệu quả thì sao? Vẫn có câu hỏi này đấy. Nhỡ không hiệu quả thì sao? Thì mình giải quyết như nào? Nhỡ người ta không hiệu quả thì mình có nhận lại hàng, hoàn lại tiền cho họ như nào không? Thực tế thì khi mà chúng ta bán một mặt hàng nào đấy thì chúng ta nên xem xét cái chính sách của công ty và cũng có khả năng là rủi ro đấy. Bởi vì là nếu mà nói 100% thì nó này là gọi là quá là gọi là hoàn hảo thì cũng không hẳn. Bởi vì cái gì công việc nào cũng thế. Nó cũng sai số. Cái sản phẩm thực sự là rất là tốt đấy, nhưng mà nó sẽ có những cái rủi ro 1% chẳng hạn, hoặc 0,01% thì nó sẽ mang lại cái trải nghiệm không tốt cho cái người thân của chúng ta. Vậy thì cái
cái việc mà chúng ta thường xuyên chăm sóc khách hàng, chúng ta sẽ nhận ra cái điều đó là sản phẩm của chúng ta không có hiệu quả với người thân của chúng ta. Vậy thì chúng ta đang bảo hành cho cái khách hàng của chúng ta như thế nào thì chúng ta càng phải bảo vệ người thân của chúng ta hơn như thế. Đúng rồi. Đấy, thì chính vì như thế thì nó càng sẽ người mua ủng hộ chúng ta thì chúng ta càng phải có mức độ cam kết cao với họ. Và chưa hẳn là cái việc mà họ có cái trải nghiệm không tốt thì có nghĩa rằng là họ sẽ không đi quảng bá cho sản phẩm của chúng ta bởi vì họ có trải nghiệm không tốt đâu. Bởi vì là khi mà chúng ta đã là người có trách nhiệm thì đấy cũng chính là cái sự gọi là tin tưởng của họ đối với chúng ta là bạn này rất là uy tín. Nếu như mà kể cả với những khách hàng khác, tại sao lại hiệu quả như thế, với mình chắc là không hợp thôi. Chứ không hẳn là sản phẩm không tốt. Nếu như mình giới thiệu với ai đó mà kể giả sử cũng chưa có mang hiệu quả như mong muốn thì người này sẵn sàng hỗ trợ, sẵn sàng hoàn tiền. Đúng rồi. Thế tức là người ta không có sự rủi ro nếu như giới thiệu thêm người thân của họ đối với bạn. Đúng là như thế đấy thầy ạ. Bởi vì là khi mà họ đã tin tưởng và giới thiệu bằng cái uy tín của họ thì chắc chắn họ phải tìm những cái người nào mà uy tín thì họ mới dám là đặt cái niềm tin cho những cái người đấy, và khi mà họ giới thiệu như vậy họ sẽ không mất mối quan hệ. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nếu bạn nào đã có cái trải nghiệm nào đó liên quan đến bán hàng cho người thân, hay có thêm lời khuyên nào cho độc giả của chúng ta khi đặt ra câu hỏi này thì bạn cứ comment xuống dưới để cùng chia sẻ nhé. Thầy Dự và Ngọc sẽ ghi nhận. Và các bạn có thêm câu hỏi nào nữa liên quan đến kinh doanh mỹ phẩm cũng cứ comment xuống phía dưới thôi. Follow cái kênh fanpage và kênh YouTube này thì Thầy Dự và bạn Ngọc sẽ tiếp tục làm video hướng dẫn cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video talk show sau.